vặt cỏ làm rẫy. Cái này nó có cái liền. Ừ? Có cái rau quắm và phát. Không rau quắm, cái này chỉ có, nó chỉ có thân thôi chứ còn gốc không quả được. Ừ. Bác Hải trồng môn thì rất là tốt. Trồng củ tư cũng rất là tốt nữa này. Củ tư này có củ chưa? Chắc là có. Ừ. Bên là vườn cây lâu năm. Còn chỗ này là mấy luống rau cải vừa mới vải. Rất là nhiều loại rau. Đây là anh em công trường tự tăng gia sản xuất, cải thiện bữa sống. Đấy, cây đu đủ cao đến tầng 2 rồi này. Người nông dân là không bao giờ nghỉ được nha. Người nông dân chính hãng. Đây là đúng rồi. Hử? Xong lúc đấy là được tới lên. Ừ. Xong bác phải phơi khô xong rồi là đốt rẫy đi. Làm đâu lột sạch như vậy. Quả thật gốc luôn. Ừ. Ngày mai ngày kia lại có thêm một luống rau nữa. Hai ba luống nữa. Bên đây một luống kia. Để lại một ít nói chứ một ít không vẫn để lại ở đây không để lại một ít cái rau gì đây mơ chứ rau mơ có cái rau mơ để ở gốc cái bủ chứ không ừ. Tội gì để nó lan ra ngoài thì quanh cũng không ăn chả hết đi cho nó đi vào quy mô đảng ra là phải là cỏ nhiều hơn cây này, cỏ tốt hơn cây. Đúng vậy, quả còn nhiều hơn. Cái cây ăn được cái thì không được như cỏ. Mà cây không ăn được thì lại lên nhiều. Ừ. Đấy. Đấy. Đây cái từ đây này. Cây của tư hả? Đây là anh trồng cả nghệ gần đây này. Ừ. Cả nghệ cũng đúng đấy. Này, cây của tư tốt rồi này. Hả? Nghệ tốt thế này nhưng mà. Ừ. Mấy cây chanh luôn. Ừ. Chanh nên đây là khêu ốc đây này. Ừ. Chanh trồng là khêu ốc thôi. Có quả đâu. Chưa có quả. Gai thì dài. Như cái kim vậy. Như cái kim tiêm bò vậy.